Cái phiên ngày 30 tháng 9, thanh khoản 15.185 tỷ, tăng 2,85 điểm lên 1.342 điểm. Ở à, thị trường cái giai đoạn gân gà mà. À, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. À, giai đoạn này thì à, tôi thiên về cái vấn đề mà nắm giữ cổ phiếu hơn là cái vấn đề cứ mua đi bán lại quá nhiều. Và à, giai đoạn này tôi khuyến nghị mọi người là nên giữ tỷ trọng khoảng tầm 60% đổ lại thôi. À, và những cái mã nào mà tăng quá thốc quá mạnh rồi thì cũng nên chốt lời bớt. À, chốt lời bớt, hạ bớt tỷ trọng xuống thì um, giai đoạn này nếu mà các bạn không giữ ví dụ dòng dầu hay dòng thép hoặc là những cái dòng đạn chẳng hạn thì những cái video hôm nay có con BNG trong VN30 tăng khá tốt thì um, cái tài khoản của các bạn biến động không quá lớn. Thậm chí có những cái mã mà nó tiếp tục nó diễn biến kiểu dập dìu dập dìu cho nên các bạn rất là khó chịu giai đoạn này bởi vì giai đoạn trước uh, biến động thị trường nó lớn, các bạn ăn rất là nhiều cho nên các bạn thích. Cho nên đôi khi các bạn phải trải qua những cái giai đoạn mà thị trường nó khó kiếm, thị trường nó khó kiếm và bạn nào nếu mà các bạn không thích đầu tư dạng này các bạn có thể thoát nhé các bạn có thể thoát và các bạn giữ tiền cũng được các bạn theo dõi và các bạn nghỉ ngơi làm một cái công việc gì đó không thì các bạn đầu tư thôi vẫn đầu tư các bạn đầu tư với tỷ trọng khoảng tầm 60% mươi đủ lại với cái mẫu hình của thị trường chung như này mỗi mẫu hình thị trường chung này thì ở về quá khứ vấn đề về quá quá khứ thì nó thường hay xảy ra những cái kịch bản là một là tăng rất là mạnh một là tăng rất mạnh hai là có thể giảm rất mạnh. thì tôi kỳ vọng là thị trường sẽ tích cực đi, đúng không? tích cực thì ai cũng vui hết. thì tôi vẫn đang cầm hàng mà, đang cầm rất là nhiều dòng dầu cho nên là cũng rất là kỳ vọng thị trường. tôi bây giờ tôi không kỳ vọng là thị trường tăng quá mạnh. tôi chỉ kỳ vọng là thị trường bây giờ cứ dập dìu dập dìu như này và tích lũy thì à, cái dòng dầu nó sẽ có dư địa nó tăng tốt hơn. dòng banh và dòng bất động sản thì um, nó tăng một giai đoạn dài rồi, đang một giai đoạn dài bây giờ bắt đầu cái dòng banh thì nó đang ở cái giai đoạn mà tích lũy à, nó tăng lên xong bắt đầu là phân phối Rồi bây giờ chuyển sang cái giai đoạn tích lũy gom hàng trở lại của đội lái à, rồi còn bây giờ kỳ vọng dòng banh à, dòng banh và bất động sản nó sẽ giữ nhịp được thị trường thôi chứ các ông này đừng có gãy à. các ông đừng có gãy thì sẽ rất là nguy hiểm khối ngoại tiếp tục bán dòng 178 tỷ tập trung bán rất nhiều HBG vì công banh HD DBM họ mua VNM Hoa Sen DCM CTG VIX DGW thị trường thế giới thì không có gì quá biến động, có sang hai tăng 0,9%, Nikkei giảm 0,31%, Kospi tăng 0,28%, thị trường Mỹ đang diễn biến ở sắc xanh, thị trường châu Âu phân hóa, biến động không quá lớn mọi người ạ. thì đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao nhé. dòng dầu trước đi. à mọi người nhớ like nhé, like đi, like đi cho nhiều like cho vui, xem cái lượng like để xem cái lượng người quan tâm trên YouTube để có nhiều hay không. Trên uh, TikTok thì uh, tất nhiên là rất là nhiều like rồi, trong trong trên TikTok là nhiều like, nhiều tim. Mà trên YouTube này thì uh, đa phần là các bạn học viên thì trong nhóm các bạn học viên trong nhóm thì các bạn thích xem hơn. Còn các bạn ở bên ngoài thì các bạn uh, tôi đánh giá nếu các bạn ở bên ngoài các bạn chỉ thích phím hàng thôi, à, các bạn chỉ thích phím hàng thôi, còn để nghe về vấn đề mà chia sẻ kinh nghiệm thì các bạn không thích lắm đâu. Bởi vì làm Ừ, các bạn đấy hôm qua còn có những bạn nói là ui rồi dài dòng quá nhưng mà vấn đề trên này là tôi chia sẻ kinh nghiệm cho những cái bạn cần nghe thôi bởi vì à, trong nhóm thì các bạn học viên là các bạn đã biết phân tích kỹ thuật phân tích căn bản rồi bây giờ chỉ còn thiếu nhất của các bạn đó là kinh nghiệm thôi kinh nghiệm khi đầu tư chứng khoán tại sao hôm qua có phân tích về những cái dòng penny thôi dòng penny là những cái dòng tại sao lợi ích của nó như thế nào à, điểm điểm xấu điểm tốt mình phải có trên thị trường nó rất là nhiều dòng đúng không? Benny, chip thì đặc điểm của nó như nào thì mình phải um, giới thiệu cho mọi người và những cái kinh nghiệm khi đầu tư trong những cái ngành đó những cái ngành đó những mã ngành đó nhiều bạn sẽ rất là sợ dòng Benny nhưng mà đối với tôi dòng nào cũng có thể đem lại lợi nhuận được quan trọng là điểm mua của mọi người thôi Đấy, tôi nói rất là nhiều lần không có số cổ phiếu nào xấu mãi và không có cổ phiếu nào là đẹp mãi cả quan trọng nhất là điểm mua Đúng không? ông mua ở những cái vùng giá đẹp và nó tích lũy tốt thì sẽ có tiền. Còn ông, ông mua ở những cái vùng mà đu đỉnh thì sẽ, các bạn sẽ không có ăn đâu. À, sẽ ví dụ cho các bạn này hôm nay có con biu chẳng hạn, đúng không? Con biu hôm nay nó tăng trần. Con biu hôm nay tăng trần thì tất nhiên những cái bạn mà đu trần hôm nay thì tôi đánh giá nếu về t cộng ba chưa chắc là các bạn đã có ăn đâu. Đúng không? Hôm qua thì hôm qua hay hôm kia đấy, các bạn xem video thì tôi phân tích rất là nhiều con biu này. Bởi vì khi con biu này ngay cái phiên ngày 28 tháng 9 thì tôi cũng có nói là cái phiên ngày 29 tháng 9 sẽ rất là nhiều nhà đầu tư sẽ tham gia bắt đáy con bill này. Bởi vì là um, thứ nhất là nó chiết khấu đủ và nó về những cái vùng hỗ trợ. À, nó về những cái vùng hỗ trợ thì nhiều nhà đầu tư sẽ chọn bắt đáy. Thì tất nhiên các bạn bắt đáy ngày 29 tháng 9 bây giờ là các bạn đã có 10% rồi. Những cái kiểu này là bắt đáy thì các bạn nghe kỹ đó là bắt rau rơi nhé. Đây vẫn gọi là bắt rau rơi. Thì cái đặc điểm của những cái cổ phiếu mà nó làm giá gọi là làm giá này nhé thì nó nó sẽ đánh lên xong bắt đầu đánh đánh xuống nó tạo mộ tôi nói rất là nhiều nó sẽ tạo mộ thì các bạn bắt đánh ngày 29 tháng 9 thì mới có ăn thôi may ra thì có ăn thôi còn đâu các bạn mà bắt thì ngày 30 tháng 9 tôi nghĩ chưa chắc các bạn đã có ăn đâu ví dụ các bạn bắt buổi sáng và lên buổi chiều các bạn lãi mười mấy phần trăm nhưng mà có thể nó tạo một cái mộ xong rồi nó rốt các bạn ở lại còn các bạn mà mà bắt ngày 29 tháng 9 thì nhớ nhé các bạn nhớ mà VT cộng ba các bạn chốt lời luôn biết đủ là đủ Đấy các bắt sau rơi thì các bạn chỉ nên bắt cái tỷ trọng tầm 50% thôi chứ đừng có đầu tư quá nhiều nhá. Không kỳ vọng vào những cái kiểu này đâu. Cho nên về đúng tay cộng 3 lãi ví dụ các bạn mà bắt ví dụ về T cộng 3 các bạn lãi tầm 20 30% chẳng hạn thì các bạn tranh thủ mà các bạn bán đi nhá. Đừng có quá kỳ vọng không là nó lại nhốt lại. Khi mà nó nhốt thì thanh khoản rất là thấp các bạn xem sàn sàn thanh khoản rất là thấp đấy, đúng không? Cho nên những cái dòng lái như này thì các bạn nên biết đủ là đủ thôi nhá. Đừng có quá kỳ vọng vào. Ngày trước tôi cũng hay bắt lắm kể cả con bill này thì nếu mà tôi bắt thì tôi cũng bắt ngày 29 tháng 9 bắt sàn là mình bởi vì nó khi nó về những cái vùng hỗ trợ và những cái vấn đề mà phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền mà mình thấy nó, nó bắt đầu là có đội lái bắt đầu họ à, họ họ gom hàng vào bắt đầu họ tạo cái hiệu ứng cho nhà đầu tư bắt đầu là thấy à bắt đầu con này có thanh khoản bắt đầu là đu trần các thứ nhiều nhà đầu tư sẽ kẹt ở trên này và bắt đầu, bắt đầu người ta trung bình giá ở vùng này à, trung bình giá vùng này và bắt đầu à, người ta cứ kỳ vọng là sẽ hồi lên cái vùng cũ không có đâu các bạn không có đâu rất là hiếm có nhưng mà rất là hiếm nhé rất là hiếm thường thì sẽ không không có chuyện nó sẽ hồi lên luôn cái đỉnh này đâu nó sẽ tạo một cái mộ thì ở mộ này thì cực kỳ vọng lắm kỳ vọng lắm thì nó chạm được cái gần vùng m hai mươi xong bắt đầu nó lại đánh xuống nghĩa là về t cộng ba của ngày ngày hai mươi chín tháng chín thì bắt đầu nó lại bị tọt về t cộng ba ngày hai mươi chín tháng chín nó sẽ bị tọt thôi ok xong nhá cái, cái, cái câu chuyện mà bắt rau rơi này thì nói mấy hôm nay rồi thì bây giờ đi phân tích vào dòng dầu khí đi trong đầu tư chứng khoán thì quan trọng nhất là điểm mua mọi người nhé các bạn mua ở vùng thấp và bán lên vùng cao các bạn kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền một chút là các bạn sẽ chọn được điểm mua nó hợp lý ví dụ con BVS này chẳng hạn BVS này mua ngày 13 tháng 9 trong trong nhóm mua ngày 13 tháng 9 bây giờ các bạn đang có rất là nhiều lợi nhuận rồi bây giờ các bạn đang lời hơn chục phần trăm rồi đang tiến đến những cái vấn đề vùng cao hơn thì hôm qua các bạn có hỏi là bây giờ con BBS này bây giờ đang diễn, diễn biến như thế này thì liệu có lên bán hay không? Thì bây giờ cái cấu hình nó như thế này các bạn bán đi làm cái gì đúng không bán đi làm gì làm sao mà biết nó nó sẽ tăng hay là giảm được bây giờ cấu hình của nó vẫn tốt dòng tiền tốt à, phân phối thì chưa có đúng không? phân phối thì chưa có thì các bạn cứ thế các bạn giữ thôi đúng không? về vấn đề căn bản và nó rất tốt vì hàng về T cộng 3 của ngày 28 tháng 9 thì ngày mai các bạn nếu mà các bạn bắt cái ngày 28 tháng 9 đa phần là các bạn ngày mai sẽ có ăn rồi đúng không? Nếu mà ngày mai mà nó cho ăn mà nó tăng tầm 2 3% nữa thì có nhiều khả năng con BVS này thời gian tiếp theo hoặc là tuần tới tuần tới nếu mà thị trường chung nó không xấu có thể nó sẽ trải qua một cái giai đoạn tăng thốc và nó sẽ vượt qua cái vùng đỉnh này nhá mọi người nhá thì rất là thích con bbs này thì khuyến nghị các bạn mua thì các bạn đem lại lợi nhuận cho mọi người rất rất là nhiều thì bây giờ vẫn chưa có khuyến nghị mọi người bán cả gát Gat hôm nay cũng vậy BVS mọi người tiếp tục giữ nhá Tiếp tục giữ thôi Nó chưa có dấu hiệu gì mà diễn biến xấu cả Kể cả ngày mai nó giảm 1-2% chuyện bình thường Bởi vì là ngày mai là hàng về của T cộng 3 Của phiên bùng nổ của dòng dầu Mọi người phải hiểu như thế Này con Gat này cũng thế này Ngày mai hàng về T cộng 3 của cái phiên này Kiểu gì nó sẽ gặp những cái biến động rất lớn Ví dụ có thể giảm tầm 2% cũng phải chấp nhận thôi nhá. Giảm 2% cũng phải chấp nhận thôi Dòng cơ bản nó ít khi nó tăng tốc Nó cứ phải rung rũ xong Bắt đầu rung rũ nhà đầu tư thậm chí con gác này có thể nó sẽ về cái vùng hỗ trợ này về cái vùng hỗ trợ ở khoảng tầm là 9280 này. Nhiều bạn bảo là nếu mà biết thế thì bán bố đi, bán bố nhưng mà làm sao mà biết được? Thế thì ngày mai lỡ nó không không test lại thì sao? Nó không test lại mà tăng thốc lên luôn thì sao? Đúng không? Cái câu chuyện thì đấy là của đội lái và cái tỷ lệ gom hàng của họ. Có nhiều không? Ví dụ giai đoạn này biết đâu họ gom uh, được lượng hàng cái giai đoạn uh, quanh quanh cái vùng này họ gom hàng đủ rồi thì bây giờ là cái giai đoạn tăng thốc của nó thì sao? Đúng không? Bây giờ làm sao mà biết được? thiên thời đại lợi nhân hòa rồi bây giờ chả biết lúc nào tăng cả bây giờ mình giữ cổ phiếu thì mình cứ giữ thôi thị trường chung thì nó nó cứ dập dìu như thế này không biết là xấu hay tốt thì mình cứ thế mình cầm còn vấn đề mà chốt lời hay không là cái chuyện chốt lời hay không là chuyện của mọi người nhá bởi vì con gác này trong nhóm là bây giờ các bạn lời khoảng chục một trăm rồi cho nên tầm chục một trăm là mọi người chốt lời được rồi hơn lãi suất ngân hàng mà đánh rất là ngắn hạn trong giai đoạn rất là ngắn thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể chốt lời được rồi nhưng mà với quan điểm của tôi tôi mà giữ thì tôi không có dấu hiệu tôi sẽ không chốt lời đâu bởi vì là tôi sẽ thường sẽ cứ phải theo dõi cổ phiếu đã bởi vì thứ nhất là bây giờ là nó đang gặp cái vùng kháng cự mà mạnh như này mà nó diễn biến như này tôi đánh giá là tốt đánh giá là tốt để xem ngày mai ngày mai để xem mà con gát này nó sẽ phản ứng ra sao với thị trường dòng dầu con gát này nó riêng và dòng dầu khí nói chung nữa nhé với quan điểm của tôi tôi vẫn giữ con gát thôi nhé à BVD BVD nếu các bạn không giữ làm sao mà các bạn có những cái lợi nhuận lớn được Ví dụ con BVC chẳng hạn đúng không? BVC chẳng hạn Con BVC tôi mua Tôi có những lúc mà tôi lời đến 30 Hơn 30% nhưng tôi vẫn giữ Bởi vì nó nó đã tăng thốc đâu Và Với quan điểm của tôi, theo phân tích kỹ thuật Thì nó chưa có dấu hiệu phân phối Và cũng chưa có dấu hiệu tăng thốc gì cả Thì tôi cứ thế tôi giữ thôi Tôi cứ thế tôi giữ kể cả nó có mất một chút lãi hay gì cả thì Cứ kệ cho nó Hôm nay có những lúc tôi tăng Tôi lãi đến 30% tôi cũng trả bán các bạn không dư thì các bạn làm sao mà có những cái lợi nhuận lớn như vậy được ví dụ các bạn ăn sổi chẳng hạn trong nhóm mua 940 chẳng hạn thì các bạn trong nhóm thì thật ra anh Vũ anh cho cái điểm mua là tốt hơn 910 thì các bạn nên lên cái vùng này thì các bạn đang lãi hơn 30% rồi Nếu mà các bạn ăn sổi là các bạn sẽ bán luôn cái ngày mùng 6 tháng 9 rồi thì các bạn được tầm hơn chục phần trăm nhưng các bạn bán xong thì các bạn rất là sướng các bạn rất là sung sướng khi xong rồi hôm sau nó giảm 3,81% đúng không rất là sung sướng và mình bán cảm giác là mình bán đúng đỉnh luôn nhưng mà không biết các bạn đó là nó chỉ là những cái vấn đề mà rung rú của nó thôi đúng không rung rú của nó thôi trong một vài phiên sau nó tiếp tục nó tăng rất là nhanh thì các bạn bảo là ơ nếu mà như thế thì mình bán xong rồi mình lại mua lại cái kiểu vấn đề đó là mua đi bán lại như thế nó thứ nhất là các bạn sẽ tốn rất là nhiều chi phí thứ hai là cũng không biết là về hàng về t cũng ba sẽ như thế nào lúc đó các bạn sẽ bị mất lợi thế t cộng ba cho nên các bạn sẽ rất là lo lắng vấn đề mà cấu hình nó chưa xấu thì mình cứ thế mình giữ thôi chứ còn đâu mà cứ mua đi bán lại nó không phải là giải pháp tốt mọi người ạ không phải giải pháp tốt đôi khi đầu tư mình cứ thế mình giữ thì lúc mà khi mình đạt được cái target của mình và khi cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu suy yếu thì mình lôi ra mình bán thôi chứ còn bây giờ làm sao mà biết được là đâu là đỉnh đâu là đáy của nó bao giờ mình cảm giác cổ phiếu nó suy yếu thì mình lôi ra mình bán đấy đấy là cái, cái cách đầu tư của tôi nhiều bạn cứ hỏi là làm sao mà bây giờ À, nhưng ngay cả các bạn ở trong nhóm học viên các bạn cũng hỏi là làm, làm sao mà có được những cái lợi nhuận lớn như kiểu chủ zoom đúng không? Lớn như kiểu chủ zoom thì các bạn Quan trọng các bạn có dám gồng hay không Tôi mà trải qua được những cái phiên Phải trải qua những cái phiên ngày 27 tháng 9 Lỗ đến 7,89% thì mới có những cái giai đoạn lời đến 30% đấy, đúng không? Các bạn không trải qua những cái phiên giảm đến 7,8% Thì làm sao các bạn có những cái thành quả được làm sao mới biết được cổ phiếu tự dưng hôm trước nó giảm 7,89 phần sau hôm sau nó tăng trần luôn trần cứng luôn đấy con BBC này 28 tháng 9 tăng, tăng tăng trần cứng luôn cái hôm ngày 29 tháng 9 tôi cũng định bán thôi nhưng mà nó không giữ được cái giá trần tôi cũng định chốt lời rồi hôm đấy tôi cũng lời được 36 phần trăm định chốt lời con BBC này rồi nó gặp cái vùng kháng cự thì chốt lời nhưng mà nó không giữ ở cái giá các bạn các bạn phải biết là cái hôm 29 tháng 9 thì con BBC này nó không giữ ở cái giá đó Uh, thế tiếp tục giữ thôi yeah, tiếp tục giữ thôi tôi định bán rồi bởi vì target của tôi con tôi có nói với mọi người trên youtube này target con này là tôi đặt ra là năm 12 mà 12 là tôi sẽ bán còn uh, bây giờ thì mình uh, tiếp tục mình giữ còn nếu mà tiếp tục là đánh đẹp tiếp thì tiếp tục làm giữ tiếp nha yeah, tiếp tục làm giữ mà chưa có nhịp tăng tốc mà chưa có nhịp tăng thốc uh, Đấy là câu chuyện của BVC và câu chuyện cùng lời mọi người nhé chia sẻ kinh nghiệm uh, BVD đang rất là đẹp mọi người ạ BVD tôi đánh giá đang rất là đẹp, nó đánh có xu hướng như này nó cho hàng về T3 ba của phiên bắt đáy ngày 27 tháng 9 ấy, mà có ăn ấy. thì tôi đánh giá đây là một con BVD đang xu hướng của nó bây giờ xu hướng có thể là gọi là up -trend rồi. Vì nó mà vượt qua ba cái vùng uh, cái cái vùng đỉnh này thì tôi đánh giá nó là một cái cổ phiếu rất là tốt, cổ phiếu rất là tốt. Bây giờ nó có vi phạm gì đâu mà mình lôi ra mình bán? Sóng ngành thì đang tốt, sóng ngành thì đang tốt thì mình cứ thế mình giữ thôi, cứ thế mình giữ thôi, chưa vi phạm gì mọi người nhé. BVD, BVT BVT nó thiên về vận tải hơn Thì con này nó ít nhiều Nó đang có dấu hiệu mà suy yếu Nó cần tích lũy lại mọi người nhé Nó tích lũy lại Nó sẽ có thể là tích lũy dài Giống như dòng đạm Dòng đạm này Các bạn xem này Dòng đạm này Ví dụ có dòng đạm nó tích lũy rất là dài Xong bắt đầu nó đôi khi nó còn giả vờ nó gãy Xong bắt đầu nó gom được hàng à, Các bạn xem cái phiên ngày 27 tháng 9 nó, Mặc dù là nó giảm rất là mạnh Nhưng mà cái khối lượng của nó thấp ấy đó là nhà đầu tư cá nhân bán ra bắt đầu là lái bắt đầu là thấy nhà đầu tư bán ra quá ít lượng nhà đầu tư bắt đầu người ta phân phối được trên này rồi bắt đầu người ta đánh lên thôi Nhưng còn này thì trong nhóm học viên thì các bạn cũng bởi vì là cái vấn đề mà dòng đạm thì cũng có phân tích trên youtube này rồi đúng không dòng đạm thì vấn đề mà báo cáo tài chính quý ba à, quý 4 của nó rất là đẹp uh, giá đạm thì phân đạm thì đang tăng tốt đang cao các bạn xem là cái, những cái vấn đề mà thức ăn chăn nuôi các thứ ấy các bạn đấy gọi phân tích cơ bản nhá còn phân tích kỹ thuật là đây đang phân tích kỹ thuật còn phân tích cơ bản là các bạn xem về những cái vấn đề mà kết quả kinh doanh lợi nhuận của nó đấy các bạn xem về những ví dụ các bạn không chịu khó đọc ở trên cái nếu mà các bạn muốn đầu tư mã nào thì ví dụ các bạn lên cà phê Stock các bạn có thể đọc được những cái vấn đề kinh, doanh lợi nhuận của nó hoặc là đây là những cái vấn đề nhỏ BB này, B trên E đúng không? BVS, BS này, EBS này, ROE, ROA nó cứ dương dương như này là thích rồi đúng không? nó cứ như thế này là ổn rồi. Còn cái vấn đề mà con dòng đạm này nó tăng quá mạnh rồi thì tôi cũng không có mặn mà lắm vì dòng đạm này thì có thể con BVT nó sẽ đánh như kiểu con con BVT nhiều khả năng nó có sẽ có sẽ đánh như dòng đạm mọi người nhé. Sau quá trình nó tăng cũng tương đối thốc rồi thì nó sẽ phải uh, chuyển sang cái giai đoạn rung rũ tích lũy của nó. Uh, nhưng mà xu hướng của nó, uh, xu hướng của nó vẫn là đang xu hướng áp Những cái dòng này thì nhiều khả năng nó sẽ phải uh, thị trường chung tốt một chút thì nó sẽ ổn hơn thị trường chung tốt nhưng ông này mà kinh doanh lợi nhuận tốt như này thì các bạn không nên lo lắm lo lắm còn các bạn lo thì các bạn thoát ra đúng không? các bạn thoát ra các bạn đầu tư mã khác hoặc là các bạn uh, giữ tiền cũng được thị trường này cũng khó ăn mà có vẻ đầu tư mã nào cũng ăn đâu kiếm được ví dụ con gát này kiếm được trong bạn trong nhóm này kiếm được lợi nhuận tầm chục phần trăm đoạn này là cũng gọi là gọi là ok rồi đúng không ok rồi con gái xong nhá mọi người nhé, à, dòng dầu khí bvs à, bvs xong rồi br ừ. br tiếp tục làm giữ thôi chả biết bao giờ nó sẽ tăng đến bao giờ cả hôm nay có những lúc nó tăng đến 20 20 còn các bạn chốt lời thì đấy là tùy mọi người thôi nó, nó gặp cái vùng kháng cự nó phản ứng là chuyện bình thường của nó bao giờ nó cứ dùng tư duy tích lũy mà sóng ngành của nó khỏe thì nó gặp dòng tiền nó loánh một cây khoảng tầm 40 triệu cổ phiếu là bứt qua vùng kháng cự ngay 40 triệu cổ phiếu hoặc là 60 triệu cổ phiếu là bứt qua hai cái vùng đỉnh đấy đơn giản mẫu hình của nó như này tôi khuyên là mọi người nên giữ đó nên giữ chả biết bao giờ nó sẽ tăng đến bao giờ cái mẫu hình như này mình cứ thế mình giữ thôi thông tin lợi nhuận của nó tốt thông tin lợi nhuận tốt nhưng vấn đề là kỳ vọng thôi mọi người nhé kỳ vọng là khi mà nền kinh tế nó bắt đầu là hết giãn cách xong thì những cái vấn đề mà Kinh doanh lợi nhuận các bạn xem đấy Bắt đầu là khi mà dòng dầu nó có xu hướng tăng Bắt đầu trên TV, báo đài Bắt đầu ra những cái thông tin Thậm chí là những cái thông tin mà cái này nó Người ta dự đoán từ trước rồi Giá dầu nó tăng thì nó điều chỉnh Sau khi nó tăng mạnh Thì giá dầu nó điều chỉnh là chuyện bình thường Nhưng mà nó vẫn giữ ở trên tầm Cứ 6 trên 60 đô là những ông nhiều BR này Tầm 1-2 năm là đánh rất là thích Quan trọng là cái điểm mua của mọi người Và mọi người có kiên nhẫn để mà nắm giữ nó hay không Và bây giờ dòng dầu bắt đầu đang có dấu hiệu dòng tiền tham gia nó lớn như này như là có những cái tay to họ gom hàng và họ quyết đánh lên đánh lên thì mình cứ thế mình giữ thôi cấu hình cũng đang ổn chưa vi phạm gì chả lý do mình bán cả bán đôi khi là lúc nó tăng tốc lại bảo là anh ơi vào tiếp không cứ mua đi bán lại nó chả giải quyết cái vấn đề gì cả chả giải quyết cái vấn đề gì cả tất nhiên chốt lời thì không bao giờ sai chốt lời thì không bao giờ sai nhưng mà những cái mẫu hình như này thì tôi nghĩ là mọi người không nên chốt lời không nên chốt lời tiếp tục giữ thôi BR uh, Bet Bet hôm nay cũng có những lúc mà lấy được 20 rồi bắt đầu bị uh, giảm xuống hôm nay tăng 1,5% con này cũng như con BVT thôi nhá Con này cũng như con BVT thôi còn nhiều BVT thôi Ông này thì xu hướng hơi yếu hơn Ông này xu hướng yếu hơn BVT chút bởi vì nó Con này tăng thốc hơn con BVT khá là nhiều Nó, nó tăng lên từ cái giá mà tầm vùng 18 mà lên trên cái vùng 30 là ăn chiết khấu của nó rất là nhiều mấy chục phần trăm 50 60 phần trăm rồi cho nên là những cái mã kiểu như này thì các bạn nếu mà chán quá thì các bạn có thể giữ trung hạn thì ok nhưng mà nếu mà các bạn chán quá thì các bạn có thể chuyển sang mã khác cũng được oi ấy những cái mức lúc mà ví dụ con bet này chẳng hạn cái lúc mà nó tăng lên trên cái vùng ma hai mươi nó tăng lên được cái vùng mà hai tám hai mươi là các bạn tranh thủ các bạn bán được rồi đúng không? bởi vì là cái kháng cự trên này nó dày lắm nó còn còn bbt cũng vậy nó kháng cự nó sẽ rất là dài ừ. oi còn về vấn đề mà giữ chung và dài hạn thì các bạn cứ thế mà giữ oi cũng vẫn ổn đấy, mọi người nhé oi tiếp tục nắm giữ thôi nói chung thị trường này mà thị trường này thì có mỗi dòng dầu và dòng thép và có dòng tiền tham gia thì mình cứ thế mình giữ cấu hình nó vẫn còn ổn mình cứ thế mình giữ có thể ngày, ngày mai dòng dầu là phiên bùng nổ nổ của dòng dầu vì nó chỉnh một hai phần trăm chuyện của nó những cái cổ phiếu cơ bản thì nó thường nó sẽ phải cứ đi lên cứ xích xắc xích xác, xích xích đi lên ví dụ con hát, à, hát này chẳng hạn trước khi nó tăng thốc trước khi nó tăng thốc thì nó cũng phải trải qua những cái quá trình rung rũ một phiên xanh một phiên đỏ một phiên xanh một phiên đỏ cái vấn đề của mình đó là cứ thế mình mà nắm giữ thôi mình cứ bán đi xong rồi bắt đầu cấu hình của nó đẹp lại mua lại cứ thế là cống tiền cho rất là tốn tiền chi phí <laughs> việc của mình là khi mà cầm được những cái mã mà mẫu hình đẹp hay dòng tiền đó, quyết tâm nó tham gia rồi thì mình cứ thế mình cầm thôi cứ thế mình cầm thôi ừ, bao giờ mà đủ tăng kép. ví dụ bắt đầu cầm trong cái giai đoạn tăng thốc của nó mình bán thôi đó. đấy là câu chuyện biết đâu một ngày nào đó dòng dầu nó sẽ đánh được những con HAH này chẳng hạn đó. nó sẽ vượt đỉnh xong bắt đầu cứ thế nó đi lên dần 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 đi lên nhưng mà dòng dầu nó cổ phiếu dòng ừ, chu kỳ mà nhưng mà giá dầu nó như thế này thì biết đâu một ngày nào đó nó sẽ đánh được như thế này đó. biết đâu một ngày nào đó con bsr nó lên được cái vùng giá 50 mươi làm sao mà biết được tương lai làm sao mà biết được tương lai bây giờ cấu hình của nó đang tốt thì mình cứ thế mình nắm giữ thôi việc gì mình cứ phải lôi ra mình bán làm gì cả tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào thị trường chung thị trường chung nếu mà xấu thì không có ngành nào có thể đi ngược với thị trường chung được hiếm lắm rất là hiếm bởi khi mà thị trường chung xảy ra cái vấn đề mà upo hay dowchen thì rất là khó nhưng mà tôi tin là thị trường chung của mình sẽ sẽ, sẽ có những cái vấn đề mà tích cực đi lên tích cực đi lên còn tất nhiên trong một tháng hay là hai tháng nó sẽ xảy ra ra những cái phiên giảm điểm còn tầm 20 30 điểm thậm chí là 40 điểm nó là chuyện bình thường. Đấy của cái việc của thị trường, đúng không? Khi mà tăng quá nóng một thời gian thì nó cũng phải giảm điều chỉnh trở lại đấy là chuyện của nó. Còn vấn đề mà việc của mình là khi mà cấu cấu hình và dòng tiền tốt thì mình cứ thế mình nắm giữ thôi nhá. Dòng dầu thì thông tin của nó đang thuận lợi như vậy thì các bạn lôi ra các bạn bán làm cái gì? Đúng không? Đấy, một ngày nào đó biết đâu BR, BVD hay là con gát, con gát thì nó nó là dòng VN30 nó có, nó khó tăng được như này hơn Nhưng mà Ví dụ con BVD hay là con BR hay là một mã ngành dầu ngoài VN30 nó sẽ có thể có những cái lúc mà nó tăng áp chen nó mạnh như này bắt đầu cứ dích rắc rắc dần xong bắt đầu có những lúc mà cứ chân dần 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 kiểu như vậy thông tin thì tốt rồi nhá thông tin thì tốt rồi thông tin phải xấu cơ mình mới sợ còn thông tin tốt thì mình cứ thế mình nắm thông tin tốt dòng tiền tốt chả việc gì mà phải bán cả xong dòng dầu đi, dòng dầu thì như vậy thôi. Dòng dầu thì con BLX thì blx thì con này nó hơi yếu một chút nhưng mà vẫn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ nhá. tiếp tục nắm giữ. Con này hơi hơi yếu. Nó mà vượt qua cái vùng kháng cự này thì nó cũng khiếp lắm ấy, mọi người. Ạ. Nhưng con này thì, thì khối ngoại gom cả một năm trời rồi thì nhiều khả năng vấn đề mà nó, thông tin nó thuận lợi thì mình cứ thế mình nắm thôi nhé. À, sang dòng thép đi, HBG. Ừ, HBG thì vẫn ổn mọi người ạ vẫn ổn oh, thì gặp cái vùng kháng cự nên phản ứng là chuyện bình thường con này thì nó là dòng đầu tư cho nên để mà các bạn muốn nó tăng mạnh nó khó lắm mọi người để muốn nó tăng mạnh nó khó lắm à, giữ thì cứ giữ thôi nhá hoa sen cũng vậy giữ thì cứ giữ thôi để mà muốn tăng uh, con hoa sen này ít nhiều nó còn tăng thốc trong một giai đoạn gần đây nhá. Còn ông HBG thì ông cứ dịch dịch mãi chỉ được 5 6% nhưng mà con HBG các bạn đầu tư nhiều tiền được đúng không? Ví dụ các bạn có tầm chục tỷ, hai chục tỷ hay kể cả thậm chí là vài trăm tỷ các bạn đầu tư HPG nó hấp thụ được hết. Hoa sen này thì cũng cũng hấp thụ được nhưng mà nó cũng là dòng loại yếu hơn con HPG. HPG nó là một cổ phiếu quốc dân và những cái vấn đề kinh doanh lợi nhuận của nó rất là tuyệt vời. Các bạn cầm dài được mà nhá, HPG cầm dài được. Hoa sen vẫn ổn mọi người nhé Hoa sen vẫn ổn mọi người có thể tiếp tục nắm giữ được. Trong dòng thép thì tôi đánh giá có con nam kim thì nó tăng quá mạnh rồi thì mọi ừ. ừ. người cũng nên chốt lời nhá. chốt lời tránh cái trường hợp mà bây giờ có thể nó sẽ có một cái nhịp tăng tiếp nhá. có nhịp tăng tiếp lên tăng thốc lên luôn thì cái nhịp đó là nhịp mọi người có thể cân nhắc chốt lời còn mọi người tùy mọi người thôi nhé TLH thì vẫn ổn nói chung thép thì tôi đánh giá vẫn ổn tiếp tục nắm giữ thôi thép thì nó có ông TVN này sau một quá trình nó ấy thì nó test lại cái vùng hỗ trợ test lại vùng hỗ trợ nó cứ đánh quanh quanh vùng này khoảng tầm uh, kỳ vọng nó sẽ đánh quanh quanh vùng này khoảng tầm uh, vài ba nhịp thì bắt đầu nó, nó sẽ lại có một cái nhịp tăng nữa uh, nhịp tăng nữa đánh tầm lặm ba bốn phiên con này anh vũ anh cũng rất là kết anh đầu tư nhiều nhưng mà hôm trước ông bán bớt rồi bán bớt vùng 17 bảy à. hôm nay con này có những lúc lên 17 bảy một không trong nhóm thì mua ngày 8 tháng 9 và gia tăng thì cũng chả nhớ là hôm gia tăng hôm nào. Gia tăng hình như là 14 tháng 9 à, tôi cũng không nhớ gia tăng hôm nào. Uhm bom bom cũng vậy đúng không? bom cũng vậy bom thì mẫu hình của nó hơi xấu và dòng tiền nó không tham gia con này này không tham gia con này bom này dòng tiền không tham gia fmc fmc thì bình thường đúng không? con này vậy bình thường cái mã kiểu như này thì dòng tiền nó nó cũng tăng thốc một giai đoạn rồi nó tăng thốc một giai đoạn rồi rung du tích lũy tăng thốc một giai đoạn rồi những con này thì ưu tiên là nắm giữ thôi chứ còn để mà mua nhiều bạn cũng hỏi là mua dòng thép ra này ấy. kể cả mua dòng dầu nhưng mà dòng dầu thì có thể tham gia mua được bởi vì là uh, nếu mà ngày mai nó điều chỉnh sâu một chút ấy, thì các bạn có thể tham gia mua mới được còn nếu mà để mà dòng thép thì ra này thì dư địa thì nó có con tivi và con HPG thôi còn hoa sen cũng thật ra là cũng chỉ ưu tiên là nắm giữ thôi ưu tiên là nắm giữ thôi hoa sen TLH Nam Kim thì các bạn ưu tiên nắm giữ còn đâu để mà mua mới những cái dòng này có thể rất là dễ đủ đỉnh bởi vì là lợi nhuận nó không tôi đánh giá nó không được quá nhiều đó. nên vẫn không có nhiều những cái dòng này thì các bạn phải nên có lợi thế tây cộng và thị trường chung nữa không thị trường chung nó quyết định khá lớn đối với những cái dòng dầu hay dòng thép à, bây giờ chỉ cần là dòng banh hay dòng mà bất động sản nó giữ được nhịp thị trường thị trường cứ đi dích rắc dích rắc thị trường nó cứ tích lũy thì dòng dầu và dòng thép tôi đánh giá nó sẽ có những cái xu hướng nó sẽ tốt hơn đó. nó sẽ khỏe hơn thị trường ấy. tôi đánh giá nó sẽ khỏe hơn thị trường nhất là dòng dầu đó. nhất là dòng dầu Dòng dầu còn chưa có nhịp tăng thốc cả mà và giai đoạn vừa rồi đấy nó có tăng mấy đâu giai đoạn vừa rồi khi mà những dòng penny hay là những cái dòng dòng phân đạm hay là dòng bất động sản tăng rất mạnh thì dòng dầu nó cứ lì 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 nó cứ lầm lì nó cứ lình xình và nó chưa có dấu hiệu tăng gì cả bây giờ bắt đầu nó mới ngoi lên dòng tiền bắt đầu mới chú ý về dòng dầu thì và nó vẫn chưa có nhịp tăng thốc thì tôi đánh giá dòng dầu thì mọi người nên giữ uhm, banh đi à, tích banh banh thì phân tích qua thôi mọi người nhé banh phân tích qua thôi banh thì nó vẫn đang dòng tích dòng, dòng giữ nhịp thị trường banh thì có con tivi banh nó kênh trên thôi chứ còn đâu là để mà banh hôm nay banh techcombank tăng 0,4% hôm nay banh giữ nhịp được thị trường như này tốt techcombank thì bạn nào thích thì các bạn cứ giữ thôi yeah. dòng banh thì uh, như kiểu con techcombank này thì các bạn cầm thì cũng không không có gì quá quá đáng lo acb acb vẫn ổn chỉ là các bạn trôn tiền thôi nếu mà bạn giữ quá nhiều dòng banh thì tôi nghĩ không phải giải pháp tốt đúng không ví dụ ở trong nhóm đấy có mua thăm dò ông ctg này mà cũng chìm sâu vào khủng hoảng đúng không ông mặc dù lỗ có mấy phần trăm thôi <laughs> mua ngày 24 tháng 9 thì phải nhỉ hay à, đâu ngày 23 tháng 9 đúng không mua ngày 23 tháng 9 thì phải Bây giờ đang lỗ mất 2% hay 3% tôi không nhớ nhưng mà uh, đấy dòng banh nó mua thăm dò có 5% thôi mà Uh, có được kỳ như kỳ vọng đâu dòng banh nó những cái vấn đề mà uh, lợi uh, những cái vấn đề mà tích cực của nó Nó không quá nhiều nó, tích cực của nó không quá nhiều cho nên những cái dòng này nó thật ra dòng tiền nó thoát ra có mấy đâu nhưng có CTG này mà hai phiên tới mà không tăng thì các bạn chắc là các bạn cũng bán đi mà chuyển chuyển mã ngành khác nhé bán đi mà chuyển mã ngành khác CTG đấy, mua lỡ mua năm phần trăm quanh quanh vùng này thật ra cái những cái mẫu hành hình như này thì các bạn giữ thì cũng được chả có vấn đề gì nhưng mà để mà các bạn mà không thích quá thì thôi bán đi lỡ cho các bạn tham gia con CDG này. rất là dở hơi tham gia 5 phần trăm thà dành hết tiền mà oánh gát thôi à, dành, dành hết tiền đánh dầu loại giai đoạn này trong nhóm đầu tư dầu rất là mạnh gát này BVS còn BVC thì mọi người chốt lời hết rồi BVC tôi tin mọi người chốt lời hết rồi hôm uh, con BVC thì nhất là cái phiên ngày uh, 29 tháng 9 này tôi tin là mọi người chốt lời hết rồi bởi vì nếu mà các bạn mua ở vùng 910 các bạn lời lời phải đến gần 40 phần trăm Đúng không? Gần 40% của BVC Còn tôi thì có những lúc mà tôi lời đến hơn 30% mà. Tôi mua 940 đúng không? Tôi mua cho con BVC 940 Ở hơn 30% Còn bạn, các bạn mua 910 các bạn lời đến Phải gần 40% Rất là tuyệt vời BVC Trong nhóm bây giờ thì đa phần là giữ Con BVS và con GAT thôi BVS và con GAT thôi Và dòng thép thì Các bạn mua theo TVN mà bị mắc con CTG đúng không? Mắc con CTG nữa <laughs> CTG hôm nay cũng có uh, kỳ vọng con này sẽ một vài phiên tới nó hồi đi mà có thể các bạn bán hoặc là giữ dòng banh thì tôi đánh giá nếu mà trong trung hạn và dài hạn thì vẫn ổn nhưng mà để mà trong ngắn hạn để mà đem lại lợi nhuận tôi nghĩ không 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 quá nhiều đem lại lợi nhuận thì uh, có thể là sẽ dòng kinh trên nó sẽ đi lên tốt hơn nhé dòng kinh trên nó sẽ đi lên tốt hơn. Đấy dòng banh phân tích qua những cái mã đó thôi nhé dòng banh nó chán chán lắm. dòng banh thì kỳ vọng bây giờ nó chỉ giữ nhịp vị trường cho banh mà À, cho dòng thép và dòng dầu khí mà nó tốt đúng không? bất động sản thì cũng phân hóa, à, bất động sản Dg, đúng không? Dg thì nó vẫn bình thường, Dg vẫn bình thường, Kdh, Kdh vẫn ổn mọi người nhé, Kdh vẫn ổn, nó cứ tích lũy chặt như này thì tốt này, đúng không? con này cứ tích lũy chặt như này rồi, Nếu mà thị trường chung tốt thì nó con này sẽ có những cái nhịp nó tăng rất tốt đấy nhé, Kdh, à, EGC EGC vẫn ổn nhá. EGC vẫn ổn. À bao giờ thị trường chung tốt đi nhá. Thị trường chung tốt đi sẽ cho mọi người sử dụng margin hay là đánh mạnh. Còn bây giờ thì mọi người tốt nhất là nếu mà các bạn bán rồi thì mọi người đứng ngoài. Còn không thì bây giờ giữ vị thế như bây giờ thôi nhá. Không có mua. Ngay cả hôm nay đấy, tôi có khuyến nghị mọi người mua bán gì đâu. Cứ thế mình giữ thôi thị trường. Cái thị trường gân gân gà này thì các bạn giữ các bạn có cảm xúc cho đầu tư thôi. Bây giờ nhiều bạn các bạn có quan tâm đến thị trường quá đâu các bạn trong nhóm bây giờ có bình, bình luận hay là bàn luận hay gì mấy đâu đúng không? các bạn cũng chỉ một vài bạn hỏi mua thôi còn đa phần là cũng tập bây giờ người ta mở cửa rồi mọi người tập trung mà nó đi làm ăn các thứ nhiều bạn tôi tin là mọi người cũng bán đi rồi hoặc là các bạn đầu tư chung vào dài hạn người ta cứ để đấy thôi đúng không cổ phiếu chưa có dấu hiệu gì xấu thì người ta cứ để đấy thôi những cái bạn đầu tư dòng dầu chẳng hạn người ta cứ thế mà người ta cầm thôi còn người ta đi làm việc khác chứ chẳng nghe đầu tư chứng quan chuyên nghiệp à đúng không đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì thỉnh thoảng ngó ngó thôi chứ cần gì phải cứ suốt ngày phải ngó đâu có ubo hay gì đâu ubo. ok egc thì vẫn ổn mọi người nhé egc thì mình tôi nghĩ là mọi người vẫn có thể giữ được tiếp hôm nay tăng 0,2% kbc nhiều bạn hỏi mua kbc quá nhưng mà tôi thì thôi không thích con kbc này lắm nó cũng tăng một giai đoạn thốc rồi mã này thì ưu tiên nắm giữ thôi chứ còn không không có tôi không có khuyến nghị mua mới cả con DG nữa này, Những cái con đấy thì tôi đánh giá mua mới tôi không thích lắm. VSM nhiều bạn hỏi VSM mua VSM bao nhiêu mã đẹp không mua mua VSM. Con này vẫn đang xu hướng của nó đi dưới nó lên trên vùng này kháng cự nó dày đặc như này. Cái con kiểu như này nó khác gì dòng banh đâu. Kỳ vọng như ông này đừng gãy là được. Đó. Con Vic hôm qua thì có phân tích với mọi người là nhiều khả năng con này sẽ tăng lên đúng không? Nó có một cái phiên test cung với khối lượng rất là thấp thường khi gặp những cái mẫu cái mẫu nến như này thì thường thường là nó sẽ tăng à, sẽ tăng Còn à, con Big hôm nay tăng được 1,5 phần trăm nhưng bạn như các bạn hôm nay có những lúc nó tăng khá tốt lên vùng 89 40 nhưng mà nhiều bạn kỳ vọng là cái gì không kỳ vọng được đâu lên trên vùng này các bạn thoát bớt ra được thoát bớt ra giữ giữ vị thế thấp luôn. chuyển sang những dòng kênh trên những cái dòng dòng có dòng tiền tham gia Đúng không? có dòng, dòng có dòng tiền tham gia mình đầu tư nó sẽ thích hơn uh, à, SSC SSC cũng trải qua giai đoạn nó tăng tốt rồi thì những cái con này thì thường nó sẽ phải chuyển sang cái giai đoạn tích lũy. Các bạn nào mà thấy yếu quá thì các bạn có thể chuyển sang mã hình khác còn các bạn cầm trung hạn thì vẫn cầm được. Còn để mà các bạn thấy yếu quá thì các bạn chuyển sang dòng khác nha mọi người nhé. Con này những cái dòng kiểu như này thì nó phải uh, thị trường chung nó phải tốt cơ nhé. Dòng chứng khoán đi, SSI, SSI mới tăng 1,4%. Dòng chứng khoán bây giờ nó rất là nhạy cảm mọi người nhé. Dòng chứng khoán nó về bây giờ nó phải theo thị trường chung thị trường chung tốt thì nó sẽ đánh được lên còn thị trường chung xấu thì có thể nó sẽ đi bụi mọi người nếu mà các bạn giữ tỷ trọng lớn dòng chứng khoán tôi nghĩ mọi người nên giảm bớt tỷ trọng xuống nhé giảm bớt tỷ trọng xuống ví dụ các bạn giữ trên 20% thì nên giữ giảm bớt tỷ trọng xuống đầu tư những dòng này nó cũng khá là rủi ro ấy. biết là vấn đề mà thông tin lợi nhuận các cái vấn đề của nó tốt nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư trung hạn thì không, tôi không bàn nhé từ từ đầu tư từ đây đến cuối năm thì tôi nghĩ các bạn không lỗ đâu nhưng mà Ờ, nếu mà các bạn đầu tư ngắn hạn hay trong ngắn hạn thì dòng chứng khoán tôi đánh giá nó không được đẹp cho lắm dòng tiền các bạn thấy xem nó có tham gia đâu nó đang lái nó đang gom hàng lái nó đang gom hàng vnd vnd cũng vậy lái, nó lái có đang gom hàng mà thanh khoản thấp dịt như thế này kỳ vọng ông chứng khoán ông đánh được một phiên như ông dòng đạm chẳng hạn nó dòng đạm chẳng hạn dòng chứng khoán các bạn thấy nó đánh rất là giống cái dòng đạm sau một quá trình nó tăng mạnh rồi thì bắt đầu nó rung rũ tích lũy dòng kỳ vọng sẽ có một phiên ví dụ bây giờ mà có một mã nhiều VND hay là một mã SSI mà tăng thốc lên có dòng tiền lớn nó đánh bắt đầu kéo nhau đi lên hết kéo nhau đi lên cho nên những cái dòng này thì các bạn giữ cũng được cấu hình của nó chả xấu và cũng chả đẹp VSI vẫn đến vấn đề đấy cấu hình của dòng chứng khoán nó là như vậy mà dung rũ khối lượng rất là thấp như thế này thì chỉ cần thị trường chung nó ổn định và xu hướng đi lên là dòng chứng khoán sẽ bay nhé dòng chứng khoán sẽ bay để trường chung xấu thì nó là dòng đặc thù rất là khó um, TCH ông này thì ông lái quá ông này thì ông lái quá cấu hình thì vẫn ổn tiếp tục có thể nắm giữ được ông này ông lái quá đánh khiếp lắm ông này như cả 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 phiên từ sáng cứ đỏ xong rồi cuối phiên cái cái phiên xanh lái quá đầu tư rất là khiếp ngày trước cũng đầu tư con TCH này nhưng mà ngày ngày trước nó đầu tư nó không đến mức lái như này đâu đến mức lái như bây giờ lái cứ toàn sáng đỏ chiều xanh lái quá ngày trước tôi cũng có tham gia con TCH thì giai đoạn này cũng ăn được mấy chục phần trăm nhưng mà cái giai đoạn này thì lái quá cấu hình tốt mọi người nhé cấu hình như này là tốt đánh giá tốt tiếp tục là có thể nắm giữ được um, DG DG vẫn ổn nhé DG vẫn ổn mọi người giữ những cái dòng này nó cứ đợi tin đợi tin và đợi thị trường thôi DXS ghé thì con này các bạn cầm thì các bạn sẽ rất là khó chịu ấy, bởi vì con này thì nó khối ngoại thì gom rất nhiều con đấyhé này nhưng mà con này vẫn chưa có nhịp tăng thốc những cái con này kiểu nó sẽ tích lũy chắc có khi dài đấy nó tích lũy dài con này thì nhà đầu tư người ta có nhiều người người ta còn chả biết có con đi này này cơ DXS. DBM dòng đạm các thứ thì tôi nghĩ mọi người cũng có thể chốt lời nha đợi nhịp tăng thốc này có thể chốt lời DCM DCM tăng trần này. Ngày mai là các bạn có thể um, Cân nhắc chốt lời rồi Nếu mà tăng trần Ảo là các bạn chốt lời được rồi nhá. DCM ngày mai tăng trần Là chốt lời Ngay khẩn trương Nếu là tôi Tôi sẽ chốt lời đấy Bởi vì kháng cự nó dày như này mà Ngày mai nó đạt kỳ vọng Là nó sẽ bị chốt lời đấy um, g Mấy ông này thì uh, g này thì nó Sau quá trình nó tăng thốc như này rồi thì Kỳ vọng là nó sẽ giữ được Nhịp thị trường thôi Bây giờ nó chuyển sang dòng điều tiết Nhá kỳ vọng nó sẽ là chuyển sang dòng điều tiết chứ nó không biến động quá lớn nó không chuyển sang đau chen là được nó cứ tăng giảm nhẹ nhẹ được à, uh, MSN thì cũng vậy đó MSN cũng vậy những cái mã này nó là dòng đầu tư mọi người nhé những cái dòng này là những cái mã dòng đầu tư cho nên là các bạn giữ về dài hạn thì vẫn được còn các bạn nào đầu cơ hay là đánh ngắn thì những cái dòng này thì vẫn bây giờ là không phù hợp rồi mua ở những cái vùng thấp lên vùng cao mình bán chứ bây giờ nó đang tăng một giai đoạn khá là mạnh rồi thì mình cũng cân nhắc nhá. BNZ, BNZ thì um, BNZ thì sáng nay, đúng không? Sáng nay có trong trong nhóm học viên có uh, sáng sớm hôm qua xem đá bóng thì tôi có để ý con BNZ này thì uh, xem đá bóng xong rồi nhớ đến cái vấn đề mà giá vàng giá vàng nó giảm thì nhớ đến con BNZ này thì um, có phân tích kỹ thuật và về con BNZ này thì có bảo mọi người để chú ý và mua được con BNZ này ở trong nhóm uh, học viên thôi mua theo phân tích kỹ thuật còn để mà trong nhóm chính thì hôm nay tôi không khuyến nghị bạn nào cả à, trong nhóm uh, học viên thì người ta có bạn đã, đã mua từ hôm trước rồi không? mấy hôm trước rồi bởi à, vì VNG đó là kỳ vọng mà đầu tư chứng khoán đó là kỳ vọng à, khi mà vấn đề giai đoạn trước nó là kinh ăn kinh doanh làm ăn nó khó khăn thì uh, kết quả kinh doanh nó sẽ không tốt thì bây giờ uh, vấn đề mà um, thị trường nó mở cửa nó, thị trường hết giãn cách thì uh, những cái vấn đề mà kỳ vọng của cái con BNG này nó sẽ lớn hơn nhá mọi người nhá kỳ vọng nó sẽ kinh doanh lợi nhuận nó sẽ tốt hơn thì con này nó tăng chứng khoán là sự kỳ vọng mà chứng khoán là sự kỳ vọng mà. ok hôm nay phân tích vậy thôi mọi người nhá mọi người muốn hỏi mã nào mọi người bình luận ở phía dưới giai đoạn này thật ra nó chán quá nhiều khi tôi cũng không muốn làm video đâu nhưng mà bởi vì các bạn trong nhóm ấy, này, các bạn cũng muốn nghe những cái vấn đề phân tích thị trường cho nên là cũng tranh thủ làm video chứ giai đoạn này cái giai đoạn gân gà ăn không ngon bỏ thì tiếc làm video nó cũng không có gì để nói cả mà cả ngày cũng có khuyến nghị mã nào đâu mà nói cứ thế mình ôm dòng dầu thôi cứ thế ôm dòng dầu thôi còn các bạn nào muốn hỏi những cái mã khác các bạn bình luận ở phía dưới nhé à, các bạn muốn tham gia du khuyến nghị thì và phân tích thị trường trong phiên điểm mua điểm bán thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên còn các bạn nào muốn tham gia phân tích kỹ thuật phân tích căn bản và phân tích tổng quan thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhá, mọi người nhé à, Ok